Ông Nguyễn Thái Duy được giới thiệu là doanh nhân hàng chục năm kinh nghiệm, tác giả sách, kiêm sáng lập một công ty đào tạo về kinh doanh. Một ví dụ điển hình cho những cá nhân có sức ảnh hưởng, lượt người theo dõi nhiều trên Facebook, YouTube để quảng cáo, kêu gọi người dân đầu tư mua các gói làm nhiệm vụ tương tác dạo trên TikTok kiếm lợi hơn 1.700% một năm trong vài tháng gần đây, thông qua các khóa học video trên mạng. Hầu như tất cả mọi người đều vì lòng tin mà theo. Kinh nghiệm như vậy mà thầy còn đi tin vào cái app này, còn giới thiệu và mở lớp thu tiền của bọn em. Thì nếu như một người khác giới thiệu thì em và các bạn khác sẽ không tham gia. Lên Google gõ tên app thôi là sẽ ra một loạt luôn những YouTuber họ giới thiệu về app đó. Khi mà họ quảng cáo và họ tuyển được thêm người mới vào á, nhập mã giới thiệu của họ thì họ cũng được tiền. Cho nên là rất là nhiều. Mỗi buổi học kiếm tiền trên TikTok như thế này, ông Nguyễn Thái Duy dành nhiều thời lượng để nhấn mạnh về các chính sách hoa hồng khi giới thiệu người mới tham gia, để thuyết phục học viên bỏ tiền vào dự án này và trở thành đại lý cấp 1 của chính ông. Thưởng làm nhiệm vụ thằng này, cái này mơ ngon nè. Thích nhất là thích cái này nè. Cái người A đó mỗi ngày họ làm nhiệm vụ, hình dung chưa? Ví dụ như là họ làm nhiệm vụ, họ là hội viên kim cương, họ làm nhiệm vụ mỗi ngày là họ được 1.8 triệu, đúng không ạ? Thì bạn được 6% trên 1.8 triệu đó, cái hiểu không ạ? Đều mỗi ngày. Rồi cái người B mà họ mời á, họ được 1.8 triệu một ngày thì bạn được 3%. Đó, chúng ta thấy thì thực sự cái này mới là cái ngon nhất nè. Thế nhưng món ngon này không dễ xơi như lời quảng cáo. Khi các dự án có nhiều thứ quy định, buộc người giới thiệu người khác tham gia không chỉ tốn công mà còn phải tốn tiền. Có cấp dưới của em nạp VIP 4. Thì em mới nói tại sao em có cấp dưới nạp VIP 4 mà em không được lãnh 800 ngàn. Mới nói với em á, là bởi vì á, em không có đủ cấp độ VIP của người ta nên em không có được lãnh. Em muốn nạp được, lấy được cái VIP của người ta thì em phải là cấp trên bằng VIP hoặc là cao VIP hơn. Nó ép mình phải là nếu mà anh chị muốn ăn được hoa hồng cao thì anh chị hãy nạp cái cấp cao nhất. Để khi mà cái tiền hoa hồng anh chị ăn được là tầm 15-14%. Tiền hoa hồng chưa thấy đâu, nhiều người đã chịu cảnh mất cả chi lẫn chai vì các dự án kiếm tiền TikTok đã vội sập nguồn. Như hơn 60 học viên đã đầu tư sau khi tham gia lớp của ông Nguyễn Thái Duy, khi ứng dụng iZan sập mới nhận ra món ngon chỉ là chiếc bánh vẽ. Hiện tại những cái app kiếm tiền thì nó cũng khá nhiều, thì cũng được một người bạn inbox cho mình và nói à có cái mô thức này hay nè. À, thì cái mô hình này là toàn là giới thiệu với nhau hết, chỉ có cái ông chủ là cái ông nào thì cho tới giờ không ai biết hết. Thì mình cũng là người trên mạng, mình tìm trên mạng cũng như tất cả mọi người thôi. Một số dự án kiếm tiền trên TikTok đã vừa bốc hơi, cùng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của người tham gia. Theo giới luật sư, những người tuyên truyền, quảng cáo cho các dự án này, đặc biệt là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật vì hành vi quảng cáo sản phẩm dịch vụ sai sự thật, có tính chất lừa dối, với mức phạt lên đến 70 triệu đồng. Tuy nhiên, mức chế tài này được đánh giá là thấp, không đủ sức răn đe nếu so với nguồn lợi ích mà họ đã nhận được.